Tết trên miền đất Minh Hóa như đến sớm hơn những vùng quê khác. Phong tục dâng cơm Tết cha mẹ bắt đầu từ ngày 20 âm lịch của người dân địa phương, đã mang không khí náo nức của mùa xuân về với từng nhà. Mỗi gia đình có bao nhiêu người con thì cũng có chừng ấy ngày cha mẹ nhận những mâm cỗ thể hiện lòng hiếu thảo từ con cháu. Bậc sinh thành nhận ở hậu duệ sự hiếu kính, và con cháu cũng nhận được nhiều giá trị đạo đức từ phong tục dâng cơm Tết. Những ngày cuối năm của người dân Minh Hóa cứ thế tràn ngập trong không khí đầm ấm của gia đình. Được nhân lên từ không khí của nghi lễ dâng cơm Tết, người dân Minh Hóa cũng bắt đầu bước vào những ngày xuân rồng dài cùng với các điệu múa, điệu hát truyền thống. Không chỉ có bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối đỏ, người Minh Hóa đón Tết không thể thiếu tiếng đàn, tiếng hát. Những câu đúng, câu pí cất lên trong những ngày xuân, ngày Tết như một chất men, càng hát lại càng say. Người Minh Hóa hát đúng, pí như người miền xuôi hát giao duyên. Các chàng trai, cô gái nói lời yêu thương, tìm hiểu nhau qua đúng, pí. Vào dịp Tết, hát đúng, pí được dùng để trao gửi tình cảm, để đổ vui và khuyên nhủ nhau. Đây cũng là dịp các mối bất hòa trong cộng đồng có cơ hội giải tỏa. Người ta mượn lời đúng bí để nói những điều khó nói trong cuộc sống đời thường. Đúng bí cũng làm con người gần gũi nhau hơn. Ý nhị, dí dỏm, lời đúng bí thường được mượn từ ca dao, tục ngữ và có khi được người hát ứng khẩu ngay lúc trình diễn. Đúng bí của người Minh Hóa lan tỏa trong không gian của núi rừng. Tết vì thế mà bâng khuâng cùng những câu hát. Đó là những giai điệu cuốn hút con người vào nhịp điệu êm ả của ngày xuân. Khác với hát đúng, hát sắc bùa chỉ diễn ra khi thời khắc giao thừa điểm, báo hiệu một năm mới bắt đầu và diễn ra cho đến hết rằm tháng giêng. Nằm trong dòng chảy văn hóa của người Việt, hát sắc bùa kế tinh từ cuộc sống của cư dân miền văn hóa lúa nước. Sắc bùa với ý nghĩa xua đuổi điều rủi ro, mang đến điều may mắn, an lành. Người Việt ở miền đồng bằng hát sắc bùa như rót vào không gian những giọt mưa xuân nhịp nhàng, thông thả. Còn ở vùng đất thượng nguồn Minh Hóa, tiếng hát sắc bùa lại náo nức, tưng bừng qua khúc biến tấu của người trình diễn nhạc cụ. Thơ thơ gia gia, kính dương thượng hạ, đôi phe nhơn lăng mà nghe chúng tôi dạo ngò. Xin ông nghe cho rõ trong mơ ngò ra, chứ năm bay đưa ta cho xin vào đạp đất. Hôm ba mươi Tết, Tết năm này rớp trời cơ đỏ, hương hoa bay nước nhà mình giàu theo đôi mới. Nhà nhà nó ấm mà đón xuân về. Công ơn bác đáng mênh mông, công ơn mà tiền na tô. Tết na về con cháu rung vầy, Tết na về con cháu rung vầy, hương hoa mà qua ngót chân. Kính
nhà mới bằng với thu đồng. Kỳ nhà mới bác với thu đồng vui lòng mà chập ma lê cháu con vui mừng bưng con hồ cháu khắp vùng. Bưng con hồ cháu khắp vùng luôn luôn mà mình nhớ quê tôi cùng ấm no hù cho con cháu trăng đồ. Hù cho con cháu trăng đồ dấu xe mà xuôi ngược ô cho hiền lành đi sớm về tôi cha gần đi sớm mà về tôi xa gần đôi chân mà vững bước muôn phần an khang công ơn đàng bác nghìn vàng. Công ơn đáng bác nghìn vàng vì lòng mà tạc cha muôn ngàn đời sau chung con nguyện thân mong cầu. Chúng con nguyện khấn mong cầu chúng lòng mà phù hộ mình giàu phồn vinh lê lê là lê chúng lòng phù mình giàu phồn vinh lê lê là lê. Trò của người Minh Hóa là hình thức diễn xướng âm nhạc không chỉ phục vụ trong nghi lễ cúng tế tại đình làng hay ở các nhà thờ dòng họ, mà hát nhà trò còn được tổ chức trong những dịp Tết đến xuân về. Cùng với hát sắc bùa, hát nhà trò theo hành trình của những cư dân miền xuôi lên Minh Hóa, rồi cùng với hát đúng, tí, hò thuốc cá và các làn điệu âm nhạc dân gian khác tồn tại trong đời sống sinh hoạt văn hóa của những cư dân miền đất thừa nguồn sông Danh. Vẫn đàn đáy, trống chầu, hát nhà trò được người Minh Hóa hát với làn điệu thơ, nằm trong 20 làn điệu ca trù cửa đình cổ.
Với lối diễn sướng mộc mạc, người Minh Hóa hát nhà trò trong ngày xuân bằng những lời ca phong phú. Đó là lối trình diễn ca trù mang tính chất dân dã, mộc mạc, khác với hình thức diễn sướng hát nhà trò miền Hà nguồn sông Danh. Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, hát nhà trò được sử dụng nhiều lời mới và phổ biến hơn cả là những lời ca, ca người quê hương đất nước, ca người cuộc sống đổi mới của người dân Minh Hóa. Không ấn định thời gian và không gian, người dân gặp nhau tại mâm cỗ Tết, bên chiều hát nhà trò ở bờ suối, giữa không gian thiên nhiên, có thể tổ chức diễn sướng hát hò. Lúc nhập cuộc vui, không phân biệt, già trẻ, gái trai, giàu nghèo. Mọi người bình đẳng, tham gia vào hát đối đáp, tham gia các hoạt động văn hóa, và hát nhà trò cũng là một hình thức âm nhạc dân gian không thể thiếu trong những ngày xuân của người Minh Hóa. Điều hát mà người Minh Hóa vẫn cất lên trong những dịp hồi hè tổ chức hát sướng là điều hò thuốc. Được sản sinh từ công việc đi thuốc cá, hò thuốc phản ánh cuộc sống lao động khẩn trương, và đó cũng là giai điệu phản ánh thế giới tâm hồn yêu lao động, yêu cuộc sống của những cư dân phía thượng nguồn. Phú lễ hội như ở miền xuôi, nhưng trên vùng đất Ca Sơ, Kim Linh nguyên xưa, phong tục đón Tết truyền thống vẫn được duy trì, đã nói lên sự độc đáo và hấp dẫn của các hình thức trình diễn nghệ thuật dân gian. Nhịp điệu ngày xuân của người nguồn cứ rộn ràng cùng những câu hát, và giá trị văn hóa truyền thống vẫn được con người Minh Hóa gìn giữ, làm nên nét đẹp trong tập tục đón Tết của mình.